Chào các bạn, hôm nay mình đi thi công cái điện mặt trời nha, cái hệ 10kg cho một anh ở quận 2. Mình đang ở Gigawatt này, với lại mấy anh em đi phụ mình đi lắp đặt nha. Sử dụng pin HT nè, loại 5+3 nha. Phụ kiện là mình lắp thanh nhôm nè. Lắp cho khách là thanh nhôm luôn chứ không phải là cái loại sắt ray của mình. Sẵn quay với các bạn xem cái của Gigawatt nha. Đây Gigawatt nè, đột nhập vô kho nè. Kho pin nè, nè mono nha các bạn, áp xe bán hàng đi luôn không? Mang đi. Sáng giờ bán 30 con người ta rồi. Đây, Invector Synergy nha các bạn. Mới về kho luôn. Rồi khách hàng lại lừa luôn. Yeah. Anh Bình bên kia giá sáng giờ bán 20 con nha các bạn. Mình tới đây để ảnh ưu tiên hàng cho mình các bạn. Chứ nhiều khi alo anh lại làm lâu tới lấy hàng cho nó nhanh luôn. Phụ kiện này, bát kẹp này, đầy đủ. Bữa giờ mình quay cho các bạn nhiều về Gigawatt này, nói nhiều mà chưa có đột nhập cái cơ sở cho nên hôm nay mình đột nhập vô nha. Tí xíu đây. Đây những cái con hàng khủng nữa nè. Con này là cực khủng luôn, 60kg. Con này nữa 60kg nè, dây nè, dây Invector Huawei nè. Còn đây là Synergy. Rồi rồi. Em làm cái phiếu tí nữa cái xe của anh lên lấy 2-3 lít 400 á. Nó sợ tới chơi chạy. Rồi rồi ok. Đây phải còn 3,6 kg nè. Rất là nhiều luôn. Kho cực khủng các bạn. Dây điện nè. Đây có mấy con khủng như là 60kg, 50kg con này, con này là 50kg này, còn con này là 60kg này. Mình sẽ lắp cho cái anh khách này là Invector Huawei nha, hai con này. Giờ anh Bình sẽ khiêng ra giúp mình. Invector Huawei nè. Đây cái đơn của mình đây. Đây list sản phẩm nè, các bạn xem tham khảo. Này giá này sáng nay họ 50kg nó chưa hả? Nhớ được rồi, 50kg vào quá ga hả? Rồi hàng đã lên xe rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ nhà anh Sơn để thi công nha các bạn. Bây giờ mình anh này hôm bữa cũng qua quán cà phê mình nhờ tư vấn nha các bạn, bữa nay gặp bên Gigawatt luôn. Em thi công cho cái anh gần đây cũng 10kg giống anh gì đó. Dạ. Cũng đi hỗ trợ luôn. Đi công lắp cho lên coi lắp với. Đi không? Đi luôn, đi qua chạy ra bển. Anh này qua xem nha các bạn, chuẩn bị lắp 10kg nè. Bữa qua quán mình. Đó, qua mình tư vấn giờ chuẩn bị lắp 10kg thì cái anh kia là tới sau mà lắp trước nha các bạn. Anh này tới như hôm kia hôm trước vậy đó, hình như hôm thứ tư. Còn cái này là tới hôm qua rồi ảnh nhờ mình thi công lắp luôn. Bây giờ mấy anh em chạy qua bên nhà bên kia các bạn. Đi luôn. Ok. Mình mới tới chỗ lắp đặt nè các bạn. Mộc spa này, chỗ làm làm đẹp cho phụ nữ nè các bạn. Thấy lắp trên kia kiêng 2 tầng. Máy tôn nha các bạn. Pin đã chất qua bên kia hết rồi. Bây giờ mình sẽ chạy lên coi cái vị trí lắp đặt như thế nào nha. Mấy anh này sẽ khiêng pin giúp mình nha. Mình sẽ lên mình coi sơ cái vị trí lắp đặt như thế nào.
Ô, tôn dày á. Mình đi giữa mà không thấy ọt nè bạn. Tôn này cũng khá ok nha. Trời nắng quá mà nãy mình quên mang cái nón rồi. Nãy vợ chuẩn bị cái nón mà đi để quên mất tiêu rồi. Tôn cũng còn khá mới. Có thể là lắp trên này các bạn. Trên này đi. Lắp trên này hoặc là lắp dưới đây mình sẽ hỏi thử. Thật ra lắp chỗ nào cũng được nha các bạn. Trên dưới gì lắp cũng được hết á. Có thể là lắp ở trên này đi để mốt có dự tính là nâng cấp hay cái gì thì mình chừa đường mình đi cho dễ, chứ lắp ở dưới đây nè rồi mai mốt mình nâng cấp thêm mình lại khiên pin lên trên nó vướng mấy tấm pin các bạn, hoặc có thể nhờ nhà kế bên đi ké một xíu. Rồi ok, vị trí đẹp, cao, không có dính bồn nước nha, không có dính bồn nước. Mình đi hỗ trợ bạn, vô tình gặp mấy anh yêu thích hỗ trợ giúp mình, chứ khiên pin cái này là hơi phê tại cái vị trí khiên cũng khá độc. Cái chỗ này lọt chút xíu rồi các bạn. Rồi mình xuống coi phụ với mấy ảnh khiên chứ cũng chưa nắng rồi. Ok. Mấy ảnh làm phần ở dưới nha các bạn, mình tranh thủ lên trên này mình lắp mấy cái ray nhôm lên cho nó nhanh, chứ trời cũng chuẩn bị mưa rồi, làm cho nó nhanh là rút nha. Sẽ lắp ở trước ở dưới này, rồi còn cái phần trên này sẽ lắp sau nha. Ê, mấy anh bắt này các bạn, mình có silicone chét luôn nha, để khỏi dột cho nhà, chứ là cứ gỡ con ốc băng tô lên đó, chích silicone này sau đó bắt cái chân anh L xuống lại cứ như vậy nha. Hồi cái con đó đi xích ra này cho nó đều cứ vậy thôi. Làm 6 dãy các bạn, 6 cây như vậy để hết được cái hết cái máy luôn. Nãy đang làm các bạn, bỏ chạy luôn mưa. Bỏ chạy luôn. Mình bắt tạm mấy cái bát lên trên này thôi nè. Để phòng gió mạnh. Nãy gió cũng lớn lắm. Bây giờ bắt đầu làm tiếp nha. Đặc biệt của nhà của anh Sơn thì cái hướng mà khiên pin lên các bạn nó rất là gian nan luôn. Nó hẹp chắc cỡ 20 phân à. Tức là mình lòn cái tấm pin ở giữa cái rào các bạn rồi đưa lên trên. Khá là phê nha. Cái này cảm thấy là cái hệ này là khó nhất từ trước giờ mình làm. Ở đây là mình đã lắp được 4 tấm này, với lại 3 tấm là 7 tấm rồi. Ở dưới này là mình lắp được 12 tấm, ở dưới kia là trên cái máy nhỏ này 3 tấm nữa là 15 tấm, và 1 tấm ở dưới cái máy kia nha. Đây anh Tiến nè, không mọi người cũng ướt nhẹp luôn. Anh Tiến chuẩn bị lắp qua phụ mình, xong rồi chắc có thể là 1-2 tuần gì nữa là tới vàng của anh Tiến nha. Anh Tiến giống như là tham khảo các bạn. Nhiều khi anh thấy lắp cực quá, cái vàng của anh trồng mướp luôn. Mình chờ mấy anh em rồi bắt đầu làm tiếp nha. Khi nào làm xong mình quay tiếp cho các bạn xem. Chào các bạn. Hôm nay là sẽ ngày tiếp theo nha. Mình đi làm khoảng 2 ngày nữa, tại vì hôm qua đang làm mưa với lại cũng ít anh em, cho nên mình tranh thủ làm, mình không có quay chi tiết cho các bạn xem được. Vì những clip trước mình đã quay chi tiết rồi, cho nên là những clip này mình sẽ quay cho các bạn những cái gì mà nó khác với lại những cái clip trước thôi nha.
à, chẳng hạn như là cái hệ này nè, mình luồn ống dây nè, đó dây ống nước nè, rồi mình bắt cái thanh reo dài á, 4m2 reo nhôm nha. Mấy hệ trước thì mình chưa có làm thì nó sẽ khác như vậy, thì mình làm cho các bạn xem. Về cách bố trí pin á, thì do con Evator này là mỗi con là 5kg và tấm pin là 400W, cho nên là mình sẽ chia là cứ một sinh là 7 tấm pin nha, 7 tấm pin mắc nối tiếp. Thì các bạn nhìn đây nè, đây là tấm thứ nhất nè, tấm thứ nhất nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 đó. Tới cái tấm này là vô một trinh, 5 tấm còn lại nè, 1, 2, 3, 4 nè, 5, 5 tấm này là vô một trinh nha. Bây giờ trinh này sẽ thiếu qua 2 tấm nữa, sau này là chủ nhà nâng cấp thêm thì sẽ lắp trên này nha các bạn, 2 tấm trên này. Và ở trên này là 4 tấm nè, 4 tấm mình sẽ cho vô một trinh nữa đó. Tức là cái hiện tại hệ này là 4 trinh, nhưng mà sẽ chỉ dùng có mới có 3 trinh thôi, còn một trinh để chống nha các bạn. Chờ sau này chủ nhà nâng cấp thêm sẽ ghép lại cho đủ một trinh là 7 tấm. Mình đi luồn ống 42 luôn nha các bạn. Luồn ống thì nó sẽ cực hơn rất là nhiều so với các bạn đi ống ruột gà. Ống ruột gà thì mình không biết cái loại nào nó tốt, bạn các bạn biết loại nào thì các bạn comment cho mình biết nha. Thì vì mình thấy cái ống ruột gà mà để ở ngoài ngoài nắng á, ngoài nắng này một thời gian nó sẽ bị giòn nha các bạn, cỡ vài ba tháng nó sẽ giòn rồi, cho nên mình quyết định là xài ống 42 nè, ống 42 luôn, lọt cho nó dễ đó. Mình luồn ống nè, luồn ống này rất là lâu nha các bạn, luồn ống này lâu với lại rất là khó so với cái các bạn đi ống ruột gà nè. Ống 42 nè, luồn ống luôn đi lên trên này rồi. Mấy tấm này để chạy lên đằng kia đi xuống dưới. Hệ này là đang thiếu nha các bạn, đang thiếu. Sau khi lắp một thời gian nữa là khi mà chủ nhà thấy hiệu quả và sẽ nâng cấp thêm nha. Để chứ đầu tư một lần thì nó hơi ngán, giá hôm qua mình quay cho các bạn thì nó cỡ là 85 triệu đó. Trời hôm nay xui các bạn nhìn nè, 10 giờ sáng này nè, 10 giờ sáng mà trời không có một bóng nắng luôn. Để mình coi hòa lưới được nha các bạn. Không biết trời như thế này có đấu nối được hay không với cái inverter 5kW của Huawei nha. Mình thì chưa xài Huawei lần nào hết, với lại cái đủ trinh thì chỉ có một con inverter thì đủ gần đủ công suất nha, còn một con thì có chạy có 50% thôi. Mình chia như vậy để mốt nâng cấp cho dễ các bạn, chứ mà chia đều hết mấy mốt là lại đấu nối tháo ra rất là khó nha. Còn cái bồn nước này thì sẽ bị chịu, mình có nói với chủ nhà rồi thì họ chấp nhận nha các bạn, họ sẽ bị che nắng cái chỗ này chắc tầm khoảng 9-10 giờ sẽ hết nha. Và cái cách mình bố trí là cái hát xe ở chỗ này nè, thì nếu mà bị che bóng á, thì nó chỉ có bị ảnh hưởng cái một phần xe ở trên này thôi, bên này thôi, còn xe phần nửa trên thì vẫn chạy bình thường đó. Đó là cái ưu điểm của hát xe. Nóng quá các bạn. Mặc dù trên này trời âm u mà nó rất là hầm nha. Mình sẽ xuống và quay lại cái đấu nối inverter cho các bạn xem. Mình không sẽ không quay chi tiết nha, tại vì chi tiết mình đã làm rồi. Cái này mình chỉ quay cho các bạn cách cái mình đấu nối đi dây nó khác nhà mình nha. Tại vì là cho khách thì tất nhiên là phải đẹp hơn nhà mình nha. Dây nhỏ phải đi cho nó chuẩn nha các bạn. Anh Sơn này mê cái bộ theo dõi của mình quá, cho nên hôm qua mình làm gấp một bộ theo dõi thì lắp luôn cho ảnh nha các bạn. Một xíu nữa nó chạy như thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống nha, đấu nối tiếp cái phần inverter.
Rồi, mấy anh em bị hu quay nó giật đó nè. Nó giật tới chiều mới xong nha. Thì mình sẽ quay chơi cho các bạn xem. Dây điện của mình là đi từ trên xuống nè, đó, qua cái ống này mình luồn vô nhà. Chiếc keo luôn nha các bạn. Đi xuống đây. Mình hòa lưới vô điểm đầu nha để sử dụng cái bộ theo dõi này của mình nè. Anh Sơn đặt mua mình làm gấp luôn nha các bạn. Giới thiệu luôn với sản phẩm luôn. Giá 800 nha. Anh Sơn đặt nè. Qua cái hộp điện nè. Hộp điện thì đây nè các bạn xem. Đây là 4 sợi nè, còn bên đây là chỉ có 2 sợi thôi. Còn đây là AC. Rồi. Hôm qua nó tắt màn hình đấy thôi. Tiết kiệm pin á. Con này thì mình sẽ sử dụng là 7 tấm pin mắc nối tiếp nè, để cho nó đủ trên 50% công suất. Còn con này sẽ dùng 5 tấm, một chân là 5 tấm với một chân là 4 tấm. Cái con này cái điểm khó của nó là cái te này nè các bạn. Nó giật mình với lại mấy anh em thì cái này mình cũng là lần đầu tiên mình làm thôi. Mình làm lần đầu tiên đụng đó nên chưa có hiểu nhiều các bạn. Thì các bạn làm mấy bố các bạn làm cái hiệu Huawei nè, các bạn nên chú ý nó một cái điểm là cái tiếp điện nha. Tiếp điện của nó là phải đóng cái cọc sắt xuống chứ nó không phải là dùng cái sắt xi mà mình gắn lên khung nha các bạn, phải đóng xuống đất luôn. Mình đóng cái cây khoảng 1,5 m xuống đất nè. Và cho nó uống hết một chai xì tinh các bạn. Mới đầu đóng xuống rồi thử thì cũng hơi yếu yếu, mình đổ một chai xì tinh này xuống thì nó chạy ok nha. Nói chung là Huawei thích uống xì tinh. Ok. Bây giờ mình sẽ đóng nắp hộp lại, hòa lưới rồi nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem cái sản lượng đi. Các bạn xem cái sản lượng. Đây hiện tại là 4 giờ nè. Gần 4 giờ thì hệ 6.4 kg pin thì nó cho ra là 1.7 kg nè. Cái này cũng mình cũng mới gắn thôi. Chưa có set up cho anh Sơn nhiều nha. Mình sẽ set up lại sau. Quan trọng là hòa lưới thôi. Cái này nó chỉ một cái cực duy nhất là cái tiếp địa thôi. Khi mà là bạn mà xài cái Huawei này, các bạn nên là đóng cọc sắt nha, chứ sắt xi là nó không có chịu. Mình cứ tưởng là giống như con Synergy á, nhưng mà khi mà làm thì mấy anh em đây cũng hết cách đi các bạn. Đóng cái cọc xuống thì nó chịu liền nha. Còn cách cài đặt thì cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần làm theo cái sách hướng dẫn á là được. Ở đây có một cái mã này, các bạn tải cái app của Huawei về. Đây cái app nó là cái này đây. Các bạn không tạo tài khoản được, các bạn ấn vô cái ba chấm này, sau đó chọn cái No Network này, rồi nó sẽ hiện ra một cái là cho các bạn quét, nó sẽ tự động nó quét wifi của con Huawei. Sau khi quét xong nè, bạn ấn vô nút này, bạn quét cái mã của nó, rồi ấn vô kết nối. Sau khi làm những cái bước này thì nó sẽ cho các bạn cái bước là nhập cái tên wifi với lại password, rồi các bạn nhấn net là xong. Cái mật khẩu ở chỗ này là 5 số 0, 1 2 3 4 5 số 0 và một cái chữ A nhỏ nha. Ở trong catalog nó có hết. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cho bạn sơ sơ thôi. Các bạn chọn cái điện áp khu vực của bạn nè, net nè. Sau đó các bạn chỗ này thì net luôn. Cái quan trọng là chỗ này, các bạn chọn cái tên wifi nhà bạn, password nhà bạn, rồi ấn net. Như vậy là kết nối được nha, rất là đơn giản. Nói đơn giản rồi cũng làm được chuyện giờ các bạn. Ngày hôm qua mấy anh em làm pin, nói là làm pin trên đó khiên cực quá. Chắc hôm nay đấu nối dưới đây nó khỏe. Nó khỏe mà làm từ 9 giờ sáng các bạn tới 4 giờ chiều luôn. Mới dọn hòa lưới được. Thật sự là mình, nói chung là mình mới làm con này thôi, chứ không phải là dân chuyên nghiệp nha. Thì mấy anh em cũng ở là mức độ là nghiên cứu và chia sẻ thôi. Nó bị một cái là tiếp địa thôi, tiếp địa chỗ này và phải đóng cọc sắt xuống nha. Rồi mình kết thúc video ở đây. Nói chung là video hôm nay mình
làm con inverter Huawei nha. Với lại lắp hệ inverter là 10 kg nhưng mà lắp trước có 6 khí pin nhà anh Sơn. Cũng khá là vui bạn, tưởng là làm từ sáng đến chiều. Dụ anh Sơn, Sơn hỏi là làm lâu không? Mình nói là chắc 2 tiếng xong à. Dụ anh Sơn làm 2 ngày. Ảnh từ Bình Hóc Môn lên các bạn. Cũng khá là nhiệt tình. Ảnh có làm về khung sắt luôn. Thì sau này nếu mà các anh em nào mà muốn làm điện mặt trời đó, mà muốn làm về khung sắt thì có thể liên hệ bên anh Sơn làm khung sắt, còn mình Tiến sẽ hỗ trợ. Anh Tiến có thể liên hệ anh Tiến làm khung sắt, còn mình đấu nối nha, team của mình đi. Nếu mà lắp con Huawei này có thể là mình bỏ chạy. Không, chứ nói giỡn với các bạn, với Huawei thì mình vọc cả ngày có thể là mình sẽ hiểu được nó rồi, không sợ các bạn, lần sau làm sẽ không sợ nữa. Nhưng mà có mấy anh thì mới không sợ nha, có mình thì chắc mình sợ đó. Nó đẩy dữ liệu lên nó sẽ chớp đèn này. Mỗi lần mà nó đẩy dữ liệu lên server nó sẽ chớp đèn này. Thôi, nếu các bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ video của mình. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ làm những clip khác. Chào tạm biệt các bạn.